Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh Mai Kim Đông để nhận được thông báo khi có phim mới nha. Đội cứu hộ Bobatron đã sẵn sàng hành động thưa anh Ryder. Có chuyện gì đó đang xảy ra tại cuộc thi ở Vịnh Adventure? Tất cả các huy chương đã biến mất rồi. Có vẻ như đây là một bí ẩn lớn rồi. Nhiệm vụ này đòi hỏi một số kỹ năng điệp viên chuyên nghiệp đó. Cho nên chúng ta cần một đội cảnh sát truy tìm dấu vết được chỉ huy bởi Chase. Em rõ rồi. Đội chớ cứu hộ Bobatron lên đường thôi nào. Ôi Ryder, còn phải tìm thấy những huy chương đó nha. Rocky, quét mặt đất và tìm kiếm dấu vết nào. Rõ rồi. Không có dấu vết nào ở đây hết. Cậu có tìm thấy gì không mơ sợ? Chỉ thấy có vài cánh hoa xung quanh nơi trưng bày huy chương thôi. Mình vừa phát hiện một cái gì đó. Mình nghĩ cậu cần phải xuống đây. Nhìn trên kia kìa, nơi treo huy chương vàng đó. Là lông mèo con. Nhưng không có dấu vết nào của mèo con trên cát hết. Bởi vì chúng đã sử dụng thứ gì đó để bay lên trên cao và làm rơi những cánh hoa này. Nhưng làm thế nào để chúng ta bắt được mấy con mèo bay đây? Mình có kế hoạch này. Lấy cho ta những huy chương đó. Nhân viên đội cứu hộ mau dừng lại đi. Ow. Mau trả lại những huy chương đây. Không đâu, tất cả chúng là của ta. Của ta. Chúng ta cần phải cứu thị trưởng Hamdinger. Sky, canh chừng thị trưởng. Đã rồi. Có vẻ như ông ấy đang bay tới hẻm núi. Lưới cứu hộ. Hoàn hảo, các người mau trả lại huy chương cho ta đi. Xin lỗi nha ông thị trưởng, chúng sẽ trở lại đúng vị trí của mình. Ôi xin cảm ơn con và đội chó cứu hộ nha. Không có gì đâu bác, bất cứ khi nào gặp khó khăn, hãy gọi ngay đội cứu hộ Bobatron. Bobatron ra mắt sản phẩm xe cứu hộ siêu hạng mới toanh. Với đồ nghề cứu hộ cực chất, lên đường làm nhiệm vụ thôi. Hòa sức phối hợp với các chồng xe cứu hộ lớn nhỏ với nhau theo ý thích. Leo dốc, vượt chướng ngại vật. Việc gì có đã có biệt đội chó cứu hộ lo. Nhanh tay mua ngay xe cứu hộ siêu hạng và xe cứu hộ siêu hạng mini với giá chỉ từ 279.000 đồng. Nhớ like kênh tập phim Mai Kim Đông nha.